Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Bảy TV nha. Hôm nay mình sẽ thực hiện cái món ăn đó là gỏi bò trộn rau mầm nha các bạn. Đây nguyên liệu chính của mình gồm có đây 400g thịt bò. Này là nửa ký rau mầm nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mình thực hiện món ăn nha các bạn. Đầu tiên thì thịt bò mình sẽ đem đi sắc mỏng nha các bạn. Mình sắc lát mỏng mỏng thôi. Nói chung càng mỏng càng tốt để mà mình trộn vô gỏi thì cho nó thấm nó ngon á. Rồi sau khi thịt bò ướp xong thì mình sẽ đem đi ướp thịt bò trước nha các bạn. Thì đầu tiên mình sẽ cho vào đây một ít nước tương nha. Một ít dầu hào nha các bạn. Rồi một ít bột ngọt nha. Một muỗng hạt nêm. Rồi 2 muỗng đường nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đảo đều cái gia vị này lên nha. Rồi sau đó chúng ta để khoảng 15 phút để cho thịt bò nó thấm gia vị nha. Trong thời gian đợi thịt bò thấm thì mình đi rửa rau mầm cho sạch rồi mình để cho ráo nước nha các bạn. Để chút mình trộn cho nó không có bị nước nhiều á. Thịt bò sau khi ướp xong rồi mình tiến hành mình xào nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ cho cái chảo lên bếp, mình cho dầu ăn vào rồi mình cho tỏi vào ha. Mình cho tỏi băm vào rồi mình đảo đều nha các bạn. Để cho tỏi nó vàng nha. Rồi sau khi tỏi nó vàng mình sẽ cho thịt bò vô mình xào trước nha các bạn. Rồi sau khi tỏi nó vàng rồi mình sẽ cho thịt bò của mình vô mình xào trước. Các bạn lưu ý nha, chúng ta xào thịt bò vừa chín tới thôi. Nếu mà các bạn xào thịt bò nó chín quá thì ăn nó sẽ bị dai, nó không ngon. Cái gỏi bò thì mình xào nó tái tái thì ăn nó ngon nha các bạn. Nó tái tái thì nó mềm mà nó ngon rồi nó ngọt nữa. Mình xào thịt mà bò xào chín quá các bạn lưu ý là mình xào ngon, vừa chín thì dai nữa. Chín quá thì nó sẽ bị dai không ngon nha các bạn. Và khúc này mình mình xào để cho thịt bò nó vừa tái là được nha các bạn. Đây các bạn thấy thịt bò mình xào nhìn thấy nó ngon hấp dẫn à. Gỏi bò trộn rau mầm này là ăn rau mầm ăn tốt cũng khỏe lắm các bạn. Rau mầm nó chịu được nhiều bệnh lắm đó. Sau khi thịt bò vừa chín tới rồi mình vớt ra mình để cho nó ráo nước nha các bạn. Đó. Mình vớt gỗ cho nó ráo nước nha. Ở trong thời gian mình đợi thịt bò ráo mình sẽ tiến hành mình trộn cái rau mầm trước nha các bạn. Do rau mầm nhiều quá mình bỏ vô cái thau này để mình trộn nha. Rồi cho rau mầm vô trong cái thau, mình cho một cái chén nước cốt chanh vô nha các bạn để mình bớt cho nó xẹp xuống á. Rồi sau đó mình cho cái nước xào bò nãy các bạn, mình cho vô mình trộn luôn nha.
Rồi mình trộn đều lên. Rồi tiếp theo mình cho ra dĩa rồi mình cho thịt bò lên nữa là xong nha các bạn. Rồi sau khi cắt gia vị đã xong thì mà giờ mình tiến hành mình trộn nha các bạn. Thì mình để cái rau mầm ở dưới, mình để thịt bò ở trên, rồi mình cho lên một ít hạt vừng nữa nha các bạn. Như vậy là cái món ăn gỏi rau mầm mà trộn thịt bò của mình đã hoàn thành nè các bạn. Bây giờ mình sẽ dọn ra và mình thưởng thức thôi nha các bạn. Rồi mời quý vị và các bạn cùng ăn cơm gỏi bò rau mầm với mình nha. Chấm cái này nó có mớt nha các bạn. Tôi ăn miếng thịt bò nha. Thịt bò này xào nó mềm, nó vừa ăn nha các bạn. Thử miếng rau mầm. Rau mầm chua chua vị hơi đắng đắng nhẫn nhẫn nhưng mà có cái hậu ngọt nha các bạn, để kết hợp chung giữa thịt bò với rau mầm nha. Rất ngon các bạn, rau mầm thì nó giòn, thịt bò nó mềm, thịt nó hòa quyện với con rau á, ngon lắm. Thôi mình cũng xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Nếu có yêu thích kênh thì nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Nếu có thực hiện món ăn này thì chúc các bạn sẽ thành công nha.